gian của chị nếu mà chị không có tự cậy tự nhận nó cũng có không gì đâu nè. Tự cái mụn của chị được không là nó cũng dễ phải khó. Khó là người có làm tất nhiên. Bên nào nhiều hơn? Bên này à? Bên cô đang nặng. Chịu khó thế. Bình nha, cẩn thận để vẽ con, sao con đừng có nêu nó lắm xuống đi. Đi đi con. Giỏi tí người chở với cổ hai chưa? Hay là lại cây sắc mạc? Rồi, trả tiền rồi á. Châu Tiến, em cho một mớ tiền lẻ 10.000 20 đã luôn. Con lấy một cái thôi, con có lại cho ba để dành ba mua như vậy. Có gì cô che mắt con cô. Nước mắt chảy ra cay quá. Cái đèn chói mắt chảy. Chịu khó một tí. Yeah. Yeah. Đỡ dở. Cứ nhắm lại. Sợ nó cụt mà lấy gì. Tới đoạn viên cô đi.
không có khẩu trang cho ba ngay đi, rớt rồi kìa. Cẩn thận để cái chén của mẹ đó, em bẻ cái gì đó. Có chưa? Ăn cái gì thì lấy, rồi đi dọn khẩu trang cho. Con ơi, cất cái dĩa cho mẹ nào. Ăn bánh nào thì lấy, không ăn thì cất cái dĩa đi. Cất hết đi. Ôi trời ơi. Chưa? Mới có một phần năm mà con. Thu mua xong về với con. Nhà này chưa có thời gian ăn chè luôn. Có chè bữa kìa. Em biết không? Đứng làm em lên đó. Không biết. Nãy giờ làm miết chứ có đứa nào rảnh đâu uống nước. Con chơi cái nào con lấy cái đó, con đừng lấy hết các con tí nữa dọn mệt á. Ừ,
nó bụng tâm nặng xong đỡ không? Nặng xong về bôi thuốc rồi là đỡ. Còn gói này của nó là sao? Từ lát nữa xong rồi cô nói cho.